Hồng Vân và Quốc Thuận xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Em cũng không biết sao về gặp một cái là mẹ Hương cũng thích luôn. Và em có nói là con của người Hà Tĩnh, quê mẹ cũng ở Hà Tĩnh. Thôi thì quê ta về ta tắm áo ta thì mẹ cứ yên tâm. Bên mẹ cũng nói thôi thì giờ mẹ giao tất cả cho con. Chiều đó là em đón đi luôn. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Đây, mời xin em. Chào, xin chào. Chào chàng ca sĩ. Dạ. Không gì có thể thay thế em. Vâng ạ, cảm ơn anh trai. Thực tế là xin được gửi lời chào đến chị Hồng Vân với anh trai Quốc Thuận. Xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Em là ca sĩ Lâm Trần Huy. Năm nay em 39 tuổi. Sinh ra và lớn lên ở Hà Tĩnh ạ. Mời em. Dạ, em xin phép chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào tất cả khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Hương. Em năm nay 26 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở Bình Phước nhưng mà cũng quê gốc cũng ở Hà Tĩnh luôn. Lần đầu tiên hai em gặp nhau, chạm mặt nhau. Thì vào lúc nào và chuyện gì đã xảy ra? Em để cho vợ em nói. Dạ, nếu mà nói lần đầu tiên gặp nhau thì năm đó chắc em mới học lớp 7, lớp 8 thôi. Cái lần đầu tiên đó là lần đầu định mệnh luôn. Nhưng mà lần đó là ở Hà Tĩnh hay là? Dạ không, ở Bình Phước. Em đi diễn. À, dạ. Đó anh ấy nổi tiếng lắm. Ca khúc không gì có thể thay thế em. Đúng rồi. Dạ. Mà lớp 7 là biết mê rồi. Em trông chờ đến lượt anh lên biểu diễn. Khi ngồi ở dưới mà đến lượt anh là hồi hộp lắm. Hồi hộp để muốn nghe anh hát. Em thì ngồi không phải gần sân khấu, dưới cuối ở sân giữa, khấu. Ở giữa sân khấu, thì ngồi anh, kế bên mẹ. Thì tự nhiên anh đang hát trên sân khấu, xong rồi... Nhảy xuống. Tức là anh nhảy xuống. Mà nhảy xuống đi đến một mình chỗ của em thôi. Em cũng không hiểu sao, như cấp duyên số trời định vậy ra là em đi thẳng xuống. Em bắt đi em bắt tay chào mẹ, xong rồi bắt tay em. Rồi cái giây phút mà em chạm được cái bàn tay của thần tượng nó như thế nào hơn à? Dạ thì cảm giác lúc đó cũng khó tả lắm. Tay anh mềm mềm. Em muốn bể tim không? Tại vì á, cái người idol của mình mà tự nhiên ông phóng từ sân khấu phóng dạ, dạ. Xong sẵn đây dạ. Cho mình rồi ông chụp cái tay mình. Nói chung là rung rung mà đỏ hết mặt luôn. Còn em thì sao Huy? 10 năm sau thì em vợ em mới nhắc lại thì em mới nhớ thôi. Đó là cái giống cái định mệnh. Cái định mệnh đó là hôm đó xong là thôi đó. Dạ, làm sao mới gặp lại ngay. Em mới nhờ một người FC tìm cho cái gương mặt nào mới lạ mà xinh để cho mình quay cái clip đó chị. Dạ, cô bé mới dắt Hương lên. Bạn của em mới đầu là không nói là lên đóng clip cho anh Huy đâu. À. Đi quay clip cho cái anh ca sĩ này rồi anh gửi cassette cho. Tối đó em còn chưa chịu đi mà. Em một khăng khăng em nói nếu mày không nói thì thôi tao không đi. Sau đó mới nói là anh Lâm Trấn Huy, nó nói vậy đó. Sau em cũng vui vui bỡ ngỡ, tự nhiên cảm xúc 10 năm trước tự nhiên nó lại dạ. Nói nghe nè, có nghĩa là từ cái hôm định mệnh đó xong về là em vẫn cứ là idol của em vẫn là anh Huy đúng không? Dạ. Yêu đó. Một vài anh rồi. Cái chuyện yêu một vài anh là chuyện mà vẫn có còn một idol. Idol là cái đêm đó chắc khỏi ngủ luôn đúng không? Sáng sớm vậy là đi rồi. Khi mà em gặp bạn này là em có cảm giác em thích liền. Thích liền. Là mình nhìn là mình cũng thích rồi. Sau đó này vẫn chưa chịu thua. Là rủ qua phòng thu để thu âm. Thu cái bài Chia Tay Không Lý Do mà Hương hát rất là hay. Thì lúc đó là cùng năm là 38 tuổi rồi. Cha mẹ ở quê là dầm chân đấm ngực bắt lấy vợ rồi. Nghĩ là thôi đúng chắc. Bạn này chắc được đây. Để lấy số cái đã. Bởi vì gặp một cái là mình có cảm tình như là đây là vợ của mình rồi. Chiều tối đó là thu xong cái rồi thì vấn đề cho Năng đi về ở Bình Phước. Dạ. Có gửi cách xe không? Không. Lúc đó là chưa quay. Mới đi thu. Em nhớ là vẫn đón taxi cho về Bình Phước hết chiều mấy. Hương về Bình Phước rồi đó. Dạ. Em có nhắn tin, có gọi điện thoại liên tục không? Có nhắn tin. Buổi tối hạt xong lên trên cầu là cũng gọi FaceTime lại khỏe. Anh chuẩn bị lên cầu nha. Đó cái kiểu vậy. Bao lâu thì em mới chinh phục được cô này? Buổi chiều hôm đó thu xong là thấy cùng Năng cũng... ok rồi. Cái người này là gặp cái là mình cảm giác là như là vợ mình rồi. Vợ mình rồi. Rồi thì cơm chưa ăn gạo còn đó. Rồi thì mới gọi điện về khoe cha mẹ. Khoảng chưa đây một tháng là cứ 8 đêm nào cũng gọi điện thoại vậy. Đến đúng ngày 30 Tết là em xuống em đón lên Sài Gòn luôn. Lên Sài Gòn. Em về Bình Phước hốt lên Sài Gòn luôn. Dạ. Xin phép cha mẹ. Xin cha mẹ lên Sài Gòn luôn. Dạ. Mà lúc đó là Hương đi làm chưa hay là vẫn dạ còn rồi đi làm?
Em làm việc trong công ty kinh doanh vàng bạc đá quý. Lúc đó là dù là bảo lên làm ca sĩ, sau này lên lên rồi thì mình tỉnh sau. Lên. Em lên thì em cũng đi theo rồi phụ cho anh. Nâng khăn sửa túi cho anh làm thôi. Quản lý cho anh. Làm quản lý nâng khăn sửa túi thôi. Dạ. Dạ. Cái giai đoạn mà em đi theo anh Huy lên thành phố, em có sợ? Cái ngày mà đặt chân lên thì tất nhiên là cũng có nhiều cái tâm trạng lúc đó. Vừa xa cha mẹ vừa buồn rồi vừa... lo không biết anh có bỏ không. Nói chung là có nhiều cái suy nghĩ cùng một lúc đó. Lúc đó thì cảm giác sợ anh bỏ thì lại không có nhiều. Bởi vì em rất là, không biết sao, rất là tin tưởng. Em chỉ nghĩ là anh là một người nổi tiếng như vậy. Nhưng mà anh chủ động xuống đến tận nhà em để nói chuyện với cha mẹ em. Còn gọi FaceTime cho cha mẹ bên nhà, còn nói chuyện với ba mẹ em nữa. Em nói năng sao mà ba mẹ của Hương là cho em hốt Hương lên vào ngay Tết hay quá vậy? Em cũng không biết sao về gặp một cái là mẹ Hương cũng thích luôn. Là em có nói là con của người Hà Tĩnh, quê mẹ cũng ở Hà Tĩnh. Thôi thì quê ta về ta tắm áo ta thì mẹ cứ yên tâm. Rồi mẹ cũng nói thôi thì giờ mẹ giao tất cả cho con. À, chiều đó là em đón đi luôn. Tết là cái dịp gọi là chạy show nữa. Dạ đúng rồi. Chạy bán sông bán chết. Cá sĩ là đua nhau chạy loan xeo. 4-5 điểm. Khi bắt đầu mà 30 Tết hốt lên xong, rồi bao nhiêu lâu thì mới làm đám cưới? Gần một năm chị. Gần một năm như vậy là em rong ruổi theo chàng là đi khắp liên kỳ lục tỉnh đúng không? Dạ. Là mà... như vậy là đã có chuyện sống thử đúng không? Dạ có. Dạ. Ừ. Khi mà mới lên thì đêm đâu là hột luôn. Có nghĩa là gì nè, người ta là sang hẳn một trang mới, để đã xác định rõ ràng rồi. Hai vợ chồng cũng tính là dự tính là cưới sẽ trễ hơn, nhưng mà Hương lại có bầu. Vỡ kế hoạch. Dạ, dạ. Bây giờ là bé mấy tuổi rồi cơ? Dạ được 13 tháng chị. Chắc là ông bà mừng lắm phải không? Dạ cha mẹ mừng ạ. Chúc mừng hai em. Ừ, dạ. Nhưng mà lấy nhau về rồi sao ông này ổng có loại tật xấu gì không? Ổng có ăn hiếp em không? Vừa cứ kể thôi chứ. Anh Huy thì tật xấu cũng không có nhiều, mà có một cái là vì bạn bè quá, bạn bè mà gọi ở đâu rủ một cái là ham vui lắm. Gọi một cái là chỉ muốn đi đến đó đi thôi. Đi yêu bạn. Dạ. Và những lúc vậy thì em cứ càm ràm rồi em không cho đi, em làm mọi cách để ở nhà, em làm mọi cách để ở nhà. Có khi nào là coi như là làm cỡ nào ổng cũng đi không? Dạ không. Nói chung là những bạn bè rủ á thì có những cái mà em cũng đồng tình rồi em cũng đi với anh. Có những cái nào mà em không đồng tình, hoặc là tại vì bạn bè rủ rê anh rất là nhiều chứ không phải là ít. Em không đồng tình là em em dùng mọi cách để anh ở nhà. Có giỡn hớt mà kiểu như có hề hước không vậy? Ở nhà là ví dụ vợ đang bực cái gì đó là toàn chọc cho điên lên, xong rồi bắt đầu giỡn, đứng múa xong rồi làm mấy cái mắt lé mắt đồ. À vậy là lầy lắm, nhây cũng giống Thái. Nhây Thái cũng vậy đó. Những lúc nào rảnh rỗi cũng mê game. Mê game dữ không em? Cái mức độ mê game không bạn ấy như dữ thì cũng không dữ lắm, nhưng mà ví dụ đang tập trung cái gì đó là kêu làm gì, đợi chậm tí mà 5 phút sau chưa thấy được hết, vẫn đang ngồi miệt mài. Anh hỏi nè, có ghen không? Dạ thời gian đầu thì có, nhưng mà hiện tại bây giờ thì không. Rồi bây giờ tới em đó Huy. Dạ. Cô ấy có tật xấu gì không? Khi mà ông thích là cứ nói đi nói lại thì mình này. Thôi thì vừa ba là nhất. Ba là chú muôn loài. nhất mà tí nữa mà chìa khóa mắng cho nên bỏ để sẵn đó mà. Nếu mà nói nhiều nó trốn luôn. Trốn đi. Anh Dương Hinh, anh Dương Hinh mỗi lần mà vợ nói gì, ba là chú muôn loài. Vâng ạ. Nói xấu tí nhá. Từ ngày mà cô con là cũng hay, nói chung là hay lên chức lấy con ra với mình. Làm chức làm quyền đúng không? Dạ. Đó. Trước khi nói là như nào đó thì mình cũng nói vừa là càm ràm nhiều quá đúng không? Dạ, hay càm ràm nhiều mà đàn ông nghe nhiều là thấy rất là khó chịu. Nói một lần là người ta đã hiểu rồi, mà càng nói nhiều lần người ta lại cũng không làm, là không hiểu luôn. Mong giờ thay đổi thì hiểu chồng hơn một tí nữa đó, bởi vì anh em sống thì phải có anh em, có bạn bè. Nhiều khi ở cái xã hội này mà mình có anh em bạn bè thì là mình cũng không làm được cái điều gì nhiều cả anh trai nhỉ. Còn Hương sao? Hương mong muốn chồng thay đổi gì? Mong muốn chồng cũng hiểu em hơn tí nữa. Cũng mong muốn chồng là luôn luôn yêu thương vợ con càng ngày càng một nhiều hơn thôi. Thôi thì trời chịu đất thì đất phải chịu trời thôi. Là Hương là 94 hả Hương? Dạ em 93 chị ạ. Tức là hai bạn này là cái thế hệ nó khác nhau. Đúng dạ. Cái thế hệ của Huy với lại Thuận nè, là anh em bá tánh bạn bè nhiều lắm. Cái thời lúc mà trẻ bắt đầu đi tạo dựng sự nghiệp á, thì hồi đó làm gì có Facebook, hồi đó làm gì có
gọi là 4.0 như bây đúng giờ. Rồi. Dạ. Thành ra là phải gặp nhau liên tục. Tất cả những cái mối quan hệ đều dựa trên cái bạn bè bá tánh đó, dạ, hỗ trợ hỗ tương cho nhau để cùng dạ phát triển. Đúng ạ. Dạ. Bây giờ thì khác, bây giờ nhiều khi mình không cần những cái đó, mình vẫn có thể phát triển được nó, nhưng mà ngày xưa là không có. Dạ. Thành ra là đúng là Hương cũng nên thông cảm với bạn Huy là ví dụ có những cái mối quan hệ mà từ trước rồi, tình dạ nghĩa đó, dạ, tình nghĩa lâu dài rồi, đúng không em? Mình dạ không thể nào bỏ được. Dạ. Mình sống có trước có sau. Nhưng mà ngược lại đó thì em á, dạ, tại vì em có cô vợ trẻ thì dạ em phải trẻ hóa mình nữa. Vâng ạ. Để vợ em thấy cái khoảng cách nó ngắn lại, nó hẹp dạ lại. Đó thì lúc đó là hai vợ chồng sẽ rất là hiểu nhau, sẽ đồng cảm, sẽ hòa điệu với em. Cho hai em mãi mãi dạ hạnh phúc và mãi mãi tận hưởng những gì tuyệt vời nhất ở cuộc sống này. Dạ. Cảm ơn anh, cảm ơn hai em đã đến chương trình.